Trung Quốc chào đón đại công chúa Huawei về nước như người hùng. 100 triệu người xem trực tiếp, fan hâm mộ đứng vây kín sân bay. Giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu đã về nước trong khung cảnh được chào đón hoành tráng như một ngôi sao tầm cỡ. Ngày 25 tháng 9, sự kiện thu hút sự chú ý của truyền thông và dư luận Trung Quốc là việc bà Mạnh Vãn Chu, công chúa Huawei, về nước sau gần 3 năm bị quản thúc tại Canada. Giám đốc tài chính đế chế Huawei Mạnh Vãn Chu được chào đón tại quê nhà như một người hùng. Trong khoảnh khắc bước xuống máy bay, nữ doanh nhân được trải thảm đỏ chào mừng. Hai bên là những người ủng hộ vẫy cờ Trung Quốc cổ vũ. Bà được đám đông chào đón vô cùng nồng hậu, nhiệt tình. Đi cùng chuyến bay về nước với bà Mạnh còn có đại sứ Trung Quốc tại Canada, Tùng Bồi Vũ. Buổi lễ tiếp đón, giám đốc điều hành Huawei về nước cũng được phát sóng trực tiếp trên truyền hình nhà nước, bắt đầu kể từ khi máy bay hạ cánh cho đến khi bà Mạnh phát biểu trước sự tiếp đón của một loạt cán bộ cấp cao. Chương trình trực tiếp thu hút hàng chục triệu người xem, có lúc mức cao điểm lên đến 100 triệu người theo dõi, một con số quá ấn tượng. Sự kiện đại công chúa Huawei về nước đã thu hút sự chú ý đặc biệt lớn của người dân Trung Quốc. Trong ngày 25 tháng 9, chỉ tính trên mạng xã hội Weibo đã có gần 30 tìm kiếm nóng liên quan đến Mạnh Vãn Chu. Hashtag viral nhất về sự kiện đến hiện tại đã có tới gần 1 tỷ lượt đọc. Mọi phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc tràn ngập hình ảnh và thông tin về bà Mạnh với lượng tương tác cực khủng. Cũng vào tối hôm đó, 300 máy bay không người lái đã trình diễn show drone trên bầu trời Thẩm Quyến để mừng bà Mạnh về nước với dòng chữ "Hoan nghênh về nước". Tòa nhà trụ sở Huawei và một số tòa nhà lớn khác cũng được thắp sáng cả đêm vì sự kiện này. Hình ảnh được phát sóng trên đài truyền hình nhà nước CCTV cho thấy bà Mạnh rưng rưng xúc động khi bước xuống máy bay. Bà đã có một bài phát biểu ngắn gọn trước Phó Tỉnh trưởng Quảng Đông và Thị trưởng thành phố Thẩm Quyến, bắt đầu bằng câu "Cuối cùng, tôi đã trở về nhà". Sau khi trở về nước, bà Mạnh Vãn Chu sẽ phải trải qua thời gian cách ly và xét nghiệm COVID-19 trước khi quay lại làm việc hoặc có các hoạt động tiếp theo. Bà Mạnh Vãn Chu về Trung Quốc từ Vancouver, Canada sau khi bị quản thúc từ tháng 12 năm 2018 vì yêu cầu dẫn độ của nhà chức trách Mỹ. Hôm 24 tháng 9, bà Mạnh đã đạt được một thỏa thuận với các công tố viên Mỹ để tránh bị dẫn độ và trở về Trung Quốc. Bà Mạnh Vãn Chu sinh năm 1972 là con gái thứ hai của chủ tịch tập đoàn Huawei Nhậm Chính Phi và người vợ đầu Mạnh Quân. Bà giữ chức vị phó tổng giám đốc kiêm giám đốc điều hành của Huawei. Tại Trung Quốc, đại công chúa Huawei được hâm mộ vì mang hình ảnh của nữ cường nhân, tài giỏi, mạnh mẽ và bản lĩnh.